Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần TV và cuộc sống ở Nhật. Hôm nay thì hai mẹ con Quỳnh vào bếp để mà ăn cái món quen thuộc đó là thịt nướng nha mọi người. Và hôm nay thì quay sơ một vòng cho mọi người xem. Ở đây thì là bò Wagyu ngàn thớ mỡ. Hôm nay thì Quỳnh sẽ mời mọi người ăn chung với hai mẹ con Quỳnh nha. Đây, siêu ngon luôn mọi người ơi. Đây, ngàn thớ mỡ quá trời là hả, sớ mỡ ở đây luôn, ngon nhất đất luôn mọi người. Rồi bây giờ thì Quỳnh sẽ bắt đầu là Quỳnh cho bò lên trước nha mọi người. Cái miếng bò này nó mỏng nè và nó cũng rất là nhanh chín luôn. Cho lên, trời ơi nó nóng quá đâu mọi người, nghe nó xèo xèo mà bỏ lên nó chưa xèo dữ ha. À ở giữa nha mọi người, ở giữa thì nó nóng nha, mình bỏ không phải ở giữa cho nó chưa xèo nha, mình bỏ ở giữa nè mọi người. Cái gì người ta cũng phải bỏ ở giữa mà Quỳnh mà bỏ không ở giữa cho nó không xèo. Đó. À. Hấp dẫn quá mọi người. Thì hôm nay mà Quỳnh sẽ cho mỗi thứ một ít nha. Để mình ăn cho nó đã nha. À, cái màu trắng trắng này là cái gì Quỳnh ta? Cái màu trắng trắng này là ruột của con bò nha mọi người, mỡ không mọi người, mỡ siêu mỡ nha. Bên đây là có dừa thịt heo và dừa thịt bò nữa. Đó. Mẹ nướng thịt cho sao ăn với mẹ nha. Tại sao không ăn thịt? Sao tao không thích ăn thịt hả? Sao nó chỉ thích ăn cá mọi người, cá nướng cho đồ chứ anh không thích ăn thịt nữa. Bên đây thì là lưỡi nha. Đó. Bánh nó ra. Bánh nó ra để mình nướng cho nó dễ nè. Lưỡi bò. Đây cái phần bên trong này. Nhanh chín mọi người, mấy này nhanh chín. Dạ. Hấp dẫn chưa mọi người. Rồi mọi người ơi, bây giờ mình sẽ cho vào đây một ít nước sốt nha, để mình chấm cho thịt nướng nha. Hồi nãy hả đầu óc to hả già lẩm cẩm lú lẫn mọi người, mở một chai ra xong rồi bắt đầu đi kiếm. Bây giờ kiếm không ra lấy chai mới nữa mọi người, thiệt khổ tâm bà Quỳnh hết sức, khổ tâm bà Quỳnh hết sức. Bà làm ăn cái gì giờ thua thêm chai mới, biết để đâu chút là thành hai chai, nó cũng ở trong nhà mà kiếm không ra. Ở đây thì Quỳnh cho là hành, mè, ớt, tỏi, là mình sẽ quậy đều cái này lên nha. Trời ơi trong thời gian mà Quỳnh đi kiếm thì thằng sáng nó ăn uống xong nó ăn uống xong nữa mọi người. Rồi bây giờ thì mình sẽ coi miếng nào mà chín chín rồi mình sẽ cuốn nha mọi người. Đây mình sẽ cuốn với lại là lá rau, mình ăn nó mới phê nha mọi người. Đây lá rau nè mọi người. Nó rớt bò Quỳnh rồi thầy. Lá rau nè đó, rồi tới là nấm nè, rồi tới là lá bắp cải nha mọi người. Trời ơi nhức nách cho mọi người ơi, nó nóng nè. Cái này quá bớt nha mọi người, nó dài quá. Bây giờ mà mọi người ăn chung với hai mẹ con Quỳnh nha. Nó lớn. Nè không bao nhiêu nữa. Quỳnh mới ăn được con miếng mà nó ăn tầm mỡ mà. Nó cay quay như nó chật tầm mỡ. Nhưng mà cay quay được. Trong thời gian mình đi kiếm cái chai nước sốt này có đổi ăn xong. Mấy bài cô chú chưa? Nó lên nó chưa kịp nói được câu nào là bước xuống mà. Nó ngon mà.
mình nướng thịt ba chỉ á, khi mà mình lấy lên mình nướng xong nó không bị khô nha mọi người. Ăn nó kích thích vị giác không? Ở đây thì mình có làm một ít kim chi. Dú bò mà đúng không? Ở Nhật nó bán ba cái thịt nướng mà trong siêu thị á, nó hay bán xét xét vậy lắm. Bởi vậy á, mình mua về một hộp á, về mình nướng ăn đã ngon. Đúng không? Nóng phỏng mỏ luôn. Đó, mình bỏ lên vậy nè. Trời ơi, nóng. Người ta nói á, đàn ông á ăn tỏi thì sung nha mọi người, phụ nữ ăn tỏi á thì nó ám cái mùi á. Nói chung là cái mũi nặng mà mình cũng phải công nhận là nặng thiệt. Mà tỏi này nó trị được nhiều bệnh nha, biết vậy mình vẫn ăn mà. Nói chung mình làm cho nó chín chín á, ăn đỡ ăn hơn. Diêm màng cánh nha, nó chính xác hơn là diêm màng cánh nha. Nó ngon mà nó hơi bị dính răng mà. Cái răng của Quỳnh Điền á, cái nó chạy mọi người, nó bị hở nha. Cái hàm dưới của Quỳnh dở đều rồi, nó hở từ 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 nên nó ăn nó hơi bị nhét vào trong. Cái nãy mình mới ăn là lưỡi bò, nó giòn. Hôm nay mình mua cái xà lách kia không có nè, cho nên mình mua cái xà lách này nó hơi lá cái nó hơi gọi là bự nha, không phải là hơi bự mà là quá bự nha. Bỏ ớt cay quá. Đây là ví dụ là lòng bò đó mà nó mỡ khủng khiếp mà nó ngon lắm nha mọi người.
hôm qua Quỳnh làm cái video tâm sự nỗi lòng của Quỳnh á. Quỳnh nói là cho Sa đi học Quỳnh lo mà. Có nhiều bạn nói Quỳnh á, lo vậy thôi về Việt Nam sống đi. Ở bên Nhật bản gì cũng than. Quỳnh không phải là than mà. Quỳnh lo và đó là tình hình chung của những mẹ bỉm sữa như Quỳnh ha. Quỳnh biết có một số bạn vô bình luận á. Quỳnh không biết đã làm cha làm mẹ chưa. Nếu mà đã làm cha làm mẹ ít khi nào bình luận kiểu vậy mà. Thì Quỳnh cũng hay nói á. Bây giờ gia đình Quỳnh cũng chưa ổn định mà. Chứ Quỳnh cũng đã định hướng lâu rồi. Quỳnh nói để bây giờ ở xa nó còn nhỏ, nó học hành ở đây. Khi mà nó lớn rồi thì nó được đủ lòng đủ cánh, nó sẽ có cuộc sống riêng. Sau đó Quỳnh sẽ về Việt Nam mà. Tại sao Quỳnh vẫn tiếp tục ở đây? Bởi vì Quỳnh muốn cho Sa có một môi trường học tốt hơn. Còn Sa nó lớn rồi, Quỳnh cũng đi về Việt Nam mình ở mà. Mọi người biết không? Cái nỗi lòng mà đi về quê hương mà ở là cái nỗi lòng mà của rất là nhiều người con xa xứ như Quỳnh nha. Làm gì làm Quỳnh thấy hầu như luôn á. Cho dù là vô quốc tịch có giấy tờ ở nước ngoài, nhưng mà sau này có tiền cũng về Việt Nam à. Tại vì lúc trẻ mình đã cố gắng mình làm, mình đóng thuế cho nhà nước mà. Thì về mình được hưởng cái tiền gọi là tiền ở bên Việt Nam gọi là tiền hưu trí á. Mình lấy cái tiền đó về Việt Nam mình sống thì qua mang còn dư. Với lại Việt Nam bây giờ nhiều thứ cũng còn rẻ hơn bên Nhật mà. Chứ mà lấy tiền hưu trí mà sống ở Nhật á, chưa chắc đủ nha mọi người. Mình thấy có nhiều ông bà già Nhật á, khi hồi trẻ đi làm á mọi người, cũng làm hả công ty nè, kia đóng thuế cũng nhiều lắm á. Mà tính ra là hả lúc về không có được nhiêu tiền á. Tại vì người ta còn trẻ, người ta mua nhà, người ta ở mà. Người ta phải đóng tiền trả tiền nhà, là tiền cho ngân hàng, rồi tiền ăn. Mà tháng ảnh có mười mấy man, mọi người 12 man. Mà trả tiền nhà hết 5 man. Rồi trong khi đó tiền điện, tiền nước, tiền ăn coi như là hết luôn mọi người. Coi như bệnh hoạn thì là có bảo hiểm đi. Còn muốn đi đâu chơi hầu như là hiếm lắm mọi người. Hầu như là người ta tiết kiệm á. Nó tiết kiệm thì cũng đúng mà. Nó nói là cái tiền hưu á, hồi xưa người ta làm mức lương nó cũng không có nhiều á, người ta làm cũng thấp mà. Bởi vì nhiều lúc mình cũng suy nghĩ á, mai mốt vậy mình về Việt Nam mình ở thì với mức lương vậy á thì mình sẽ sống đủ. Với cái thứ hai mình gần gia đình Quỳnh á, bây giờ đó thầy à, Quỳnh còn trẻ, Quỳnh làm YouTube vậy còn nhiều bạn ủng hộ Quỳnh coi chứ, vậy mà nó Quỳnh lớn tuổi lại coi đâu. Quỳnh là hay có cái những cái suy nghĩ nha. Bây giờ mình còn trẻ, mình còn nói gì được nè, mai mốt mình lớn tuổi rồi à, những cái bạn lớn, những cái bạn làm sao á, người ta sẽ có nhiều cái hay hơn, người ta sẽ có những cái ý tưởng nhiều hơn. Với lại người xem nó từ từ người ta cũng đổ qua những cái nền tảng khác nữa mà. Ăn cái cục này mà. Bỏ qua cả mầm vậy nhưng mà ăn không biết được nhiều mà.
Quỳnh ăn á mà mọi người không cho Quỳnh nói. Nói Quỳnh là lo chuyện chính trị. Quỳnh chỉ chia sẻ những cái việc gì liên quan đến người Việt Nam tại Nhật thôi nha mọi người. Rồi Quỳnh đưa ra lời khuyên cho mọi người chứ Quỳnh có đụng gì của nước Nhật đâu. Mà nó cao quá. Bỡ thôi phần. Nói chứ này mà người nó cũng nhiều mỡ á, bởi vậy ăn cũng nhanh ngán lắm nha. Hết nước chấm không? Ngon quá mà. Người Việt Nam ăn xong còn miếng gì nhất. Nuốt không nổi. Thì mọi người ơi, cái video của Quỳnh đến đây cũng là sẽ kết thúc rồi. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh. Nếu mọi người yêu thích cái kênh của Quỳnh, mọi người hãy bấm đăng ký, like, share kênh YouTube của Quỳnh cũng như ủng hộ cái trang fanpage và cái kênh TikTok của Quỳnh nữa nha. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye!